Xin kính chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ về sao là này sang cạo cái sai kiếm tiền sai bôi khi nào đụng sau đụng tiền sẽ đường lại vần thượng thượng. Hôm nay mình đã đụng để nhận phần thượng, mình sẽ vào phần thượng, mình đi gửi vào phần thượng, vào thượng dụng ra tôi này khi nào vụ giáo vào thượng dụng ra tôi này, đợi một chút mình đi thanh toán với PayPal khi nào vụ giáo 601 điểm tích 601 lại bôi sẽ được thanh toán về PayPal. Đây là 1.502 lại bôi đĩa thanh toán 10 đô, 20 đô thì phải có 2.403 lại bôi. Đây mình có 607 năm lấy bao, mình sẽ vào phần thì bộ 5 đô này, bấm vào sử dụng lấy bao này, bấm vào sử dụng lấy bao này, bấm vào sử dụng lấy bao, sử dụng bấm vào sử dụng địa chỉ là mình điền tên của mình vào đây, mình điền địa chỉ nếu có là căn hộ hoặc là bạn thành phố địa bằng tỉnh, mã biêu điện thì ai nếu vừa tìm số điện thoại. Đây là email đăng ký phải đến với PayPal dùng với email này, phải có PayPal đăng ký tài khoản PayPal để nhận tiền từ trang này. Phần này mình sẽ tạm dừng video để mình điền thông tin của mình một chút. Đây là địa chỉ của mình, cái email này sẽ là email nào thì về cái email PayPal, mình phải có tài khoản vì PayPal sẽ thanh toán về PayPal cho mình. Mình sẽ bấm vào sử dụng địa chỉ này, bấm vào hoàn tất đơn hàng của bạn 601 trái bao dòng lượng 1 PayPal 5 USD, bấm vào hoàn tất đơn hàng sau đó mình quay trở về trang chủ. Vì thế mình cầu lại bệnh 4 like coi và mình vào kiếm tra email, mình cầu bệnh 4 nữa like coi. Đây cầu một email xác nhận đơn hàng của bạn, cảm ơn bạn là sử dụng vùng vườn thế bạn. Đơn hàng của bạn đang được xử lý. Nên cái email này mình cũng đã đăng ký PayPal. Giờ mình cần phải đợi nó trong vòng 5 đến 10 ngày làm việc. Mình vừa có thể thấy tiền trong PayPal của bạn.
Đây mình cảm thấy buồn đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, giúp mọi người thành công.